Nguyên xin chào cả nhà nha, chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Nguyên làm bánh mì trứng nữa cả nhà, sáng chiên trứng với lại leo. Chồng cũng thích ăn bánh mì trứng lắm. Chồng Nguyên ảnh cũng mua thịt bò á, thịt bò xào rinh răng ở bên đây á. Nguyên nói sáng đi Nguyên làm cái bò xào rinh răng để vô bánh mì, mà chồng nói thôi ăn trứng đi. Để trứng Nguyên hút sữa cả nhà. Nguyên là phải bây giờ là vừa ăn vừa hút mới có thời gian. Cái cục hút sữa của Nguyên á, Nguyên đang sạc pin. Nguyên là trời ơi, chưa đầy nó quên sạc chứ không phải Nguyên quên sạc cả nhà. Chồng Nguyên thì giữ ra chiên, Nguyên ăn sáng trước hồi chồng Nguyên ăn sau. Chồng Nguyên á, ông khoái ăn tương ớt lắm mà hết tương ớt chay rồi. Ông nói mấy bữa nay mua mà không có. Không biết ông ở đâu ra mấy bịch ớt mà nhóc hết trơn, chắc ông ăn burger gì. Chồng Nguyên đi làm á, có nhiều chỗ quá cả nhà. Mua cơm này kia đi xa, đường xa đó, cho nên ông không có ăn cơm. Ông mua burger ăn cho lẹ. Cho nên tương ớt bịch nè, nhóc hết trơn. Tương ớt bịch tương. Bánh mì thì Nguyên nướng lại, mời cả nhà ăn sáng với Nguyên nha. Nguyên ăn khúc nhỏ, chồng Nguyên ăn khúc bự. Ở Malaysia bánh mì mình ta người Mã người ta xào rinh răng á cả nhà. Cả nhà mua về cả nhà để vô bánh mì ăn cực kỳ ngon luôn. Ngon lắm á. Mà chồng nó hơi đó để dành đi. Để dành ăn cơm. Rinh răng của Malaysia cả nhà, xào công phu lắm. Ở ngoài á, Nguyên thích ăn thịt bò nha, rinh răng thịt bò ngon. Ở trong đó có củ ghiền, có dừa, sát dừa xào lên ngon lắm, giống như là cà ri khô vậy á, nhưng mà không nấu. Nó nấu nó cái màu nó cũng tương tự như cà ri khô vậy đó cả nhà. Nhưng mà nấu công thức không giống cà ri khô. Ý không có giống cà ri. Trời ơi, con gái con lúa gì đâu mà mặc đồ mà lủng. Mặc đồ mà lủng cái đồ dớ luôn trời. Vậy nào ông bà của chú đưa ngón chân nghe luôn kìa. Sáng bà nói xong A Chiên có giỏ nó, vợ ơi Nguyên nói giỏ gì, vợ nhìn A Chiên nè trời ơi. Nhìn kìa, A Chiên có giỏ đó. Để mày ăn xong mày tắm cho Chiên nha. Nhìn gì vậy? À, Chiên phái coi vật, nhìn vật gió lông mờ của chú. Vật gió đang quạt đó. Chiên nó dài ra. Cho nên cái giò A Chiên á đút ra ngón luôn. Không biết sao mà lủng lỗ. Không hiểu luôn à.
Chị Nghệ, con mặc đồ sao mà hay dữ à? Cái ngón giò kìa, cái đôi vớ chết rồi. Hả Trang, con mặc đồ sao hay dữ à? Hả ba, để gì đâu mà ngay chỗ chỗ nắng còn nhỏ nhỏ dội dội con mắt hả con? Ý nhìn cái giò rộng mần của chú. Cái bộ đồ này nó ngắn rồi cho nên A Chiên móc móc xong mà lòi cái ngón giò ra đó. Nghĩ con A Chiên sáng thức dậy A Chiên vui lắm mà cô chú không ai nói chuyện cũng nằm tưởng mình đó. Có giấc chưa, có giấc chưa là A Chiên hơi lì, A Chiên lì lắm á. Chiên lặt đó không mọi người chú, Chiên ngủ đủ là Chiên hả ngoan lắm đó, ông bà cô chú đúng không Chiên hả con, đúng không con? Rồi mấy anh chim giỡn ông bà cứu nghe không, giỡn bay sao đâm vô máy hiên đùng đùng nãy giờ. Dạ con, bà để ngày nắng vậy đó hả? Hả? Không sao, phơi nắng tốt còn ha, phơi nắng tốt nha con, phơi nắng tốt nha con, đúng không ấy nè? Chào ơi, rảnh giò luôn rồi, nhìn ho mà rảnh giò luôn á mà của chú. Rồi bên đó nắng á, con quay mặt ở đây nè Chiên, sáng cho nhỏ phơi nắng. Phơi nắng này phơi đâu phơi, đưa cái mặt nhỏ đen thui luôn cho rồi. Phơi nắng tốt rồi con ha, không sao đâu. Đúng không, phơi nắng tốt quá chứ không có sao hết á nghe con, phơi sáng chứ không phải phơi trưa đâu nha. Anh chuyện phái nói chuyện lắm không mà của chú, nói chuyện là vậy đó. Đúng không con, đúng không? A Chiên ơi, A Chiên, con biết lặt chưa? Hỉ, A Chiên biết lặt chưa? Mày hút sữa rồi, mày đang hút sữa. Mày kéo con vô cũng được rồi. Cởi phơi nắng tốt nha con, nghe không? Nghe không? Chín tròn nào nè, A Chín lặt được rồi nè. Ôi dù, thấy cưng quá à. Hồi nãy giờ đâu thấy đâu. Cái quay lại tính đẳng A Chín đi tắm nè. Cái A Chín nằm vậy rồi. Ôi dù, thấy cưng quá à, con ơi. Giỏi quá, A Chín Bandai rồi. Khởi gì phàn sân nè rồi. Thương quá thương rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Đặt đi con. Hí. Nguyên nguyên lặt lại cho A Chin lặt nè cả nhà. Hồi nãy lặt A Chin lặt mẹ đâu có thấy đâu. Ừ, thương quá à. Ý, giỏi quá. Ban nay ồ, giỏi giỏi. Rồi. Chồng nó em để ý, nó không có lặt đâu. Chồng nói xung quanh đừng để gì hết, tất nhiên rồi, xung quanh nguyên đâu dám để gì đâu cả nhà, có để thì để cũng để xa xa ra, để dưới giò không sao nè. Họ ý thương quá à. Lặt anh chích lặt mà mày không hay luôn á. Họ A Chin chuẩn bị lặt đó không bà cô chú, bữa nay là A Chin được 3 tháng rưỡi đó, 3 tháng rưỡi A Chin biết lặt đó không bảo cô chú. Ba tháng 15 ngày chứ, 3 tháng 15 ngày. Ừ đúng rồi, 3 tháng rưỡi đúng rồi. Đó. Ý.
ngồi canh A Chin đặt. Bây giờ A Chin biết lặt rồi đó. Là Nguyên không có dám để ở trên nữa, để ở dưới cho A Chin nằm không. Tại vì A Chin nó biết lặt ngang vậy đó cả nhà. Nguyên sợ A Chin đặt cái té xuống nó nguy hiểm nữa. Lần sau chịu tình ba nó hơn. Nguyên kêu chồng Nguyên làm nóng đi, 9 giờ rưỡi con uống sữa. A Chin muốn lặt rồi đó, vừa lặt vừa chơi. Nhìn nghe. Chồng nó nước nguội rồi đó, cho A Chin tắm á, mà Nguyên canh nãy giờ đợi A Chin lặt, A Chin không lặt. Nhìn A Chin không chịu lặt. Ê ghét quá, thôi đi tắm nè. Đi tắm rồi mẹ cho con lặt nha căng. Thương quá trời thương ơi. A Chin biết lặt rồi nè. Thank you.
ngủ nha, mình cho chị ngủ nha. Ai vậy? Ai chồng đó vậy? Ai vậy? Ai Chinh thích coi Ai Chinh trong hình đó không mọi cô chú? Ngủ đi con. Ê ở đó hả? Xấu xấu. Bye bye ông bà cô chú đi, Ai Chinh ngủ nghe. Bye bye ông bà cô chú đi Chinh. Chinh à, Chinh ơi, Chinh nè nè nè, con trong đây nè, con bye bye ông bà cô chú đi. Bye bye, bye bye, con ngủ đây.